Thị trường có một phiên giao dịch phải nói là không thể tin được. Hôm qua thì đạp trong ATC coi bằng là không còn gì cả, không không còn cái nịt luôn cũng không có. Phiên hôm nay thì sao? Phiên hôm nay thì ATC rút chân gần như là bán là mất hàng. À, anh chị có mất hàng không? Quang cũng mất hàng nè. À, Quang Quang nói hẳn với anh chị đâu mà mất hàng luôn đây. Đây danh mục của mình nè, trước khi nè bán mất hết nhiêu, bán mất hết 3.000 KNKG, bán mất hết 3.000 KBC, lỗ bán lỗ chứ nè, bán lỗ nè anh chị thấy không, bán ra là lỗ, lỗ bao nhiêu, lỗ 8 triệu. À, đây lỗ 8 triệu nè, nhìn chung á là chua. Anh chị thấy phiên hôm nay đánh chua không, rất rất là chua phải không? Và nói hẳn là Quang cũng thấy là phiên hôm nay éo phải tin được luôn phải không, nói thiệt luôn á, mình nói là cái từ ngữ dân gian mà từ ngữ bình thường mình nói chuyện luôn, thật ra không thể tin được. Mình có thể kỳ vọng là hôm nay nó hồi, nhưng mà nó hồi trong phiên luôn chứ nó không phải là nó chơi trong ATC như vậy, thật sự là không thể tính được. Thì cái trạng thái này hồi xong thì như thế nào phải không, tất cả những anh chị chúng ta vẫn còn giữ hàng nhiều phải không, bản thân Quang cũng còn giữ mà chứ không phải là Quang bán hết. Thì cái trạng thái hồi này nó sẽ là 50-50 nha, 50-50 tức là sao, tức là sẽ có thể hồi lên test lại luôn 1070, 1060 đây, tạo cái xung lực đánh lên. Tuy nhiên khi tạo xung lực hồi lên thì có đi được nữa không, thì qua sẽ cho anh chị coi một số cái ví dụ hồi xưa rồi mình rút kinh nghiệm thôi, chứ mình cũng không chắc được nha, tại vì hên xui mà, nói hẳn là như vậy. Ví dụ đây anh chị thấy nè, rút chân xong bữa sau nó vẫn rơi được. Thứ nhất bên đây anh chị thấy rút chân không, rút rất là kinh, thật ra đâu có khác gì đâu ha, xong rồi vẫn rơi xuống test lại rồi mới chạy lên vòng mới đây, rơi xuống mạnh sau đó test 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 xong được gãy đúng không, tới đây rút chân test 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 gãy đúng không, không chắc là nó sẽ lên được đâu nha. Rồi tiếp tục anh chị nhìn bên đây giai đoạn nào, giai đoạn tháng 8 năm ngoái cũng có một cái cây rút chân, sau đó đi ngang vài cây gãy, rút chân đi ngang vài cây gãy, không chắc là đánh được đúng không. Rồi đây, đây là có một cái cây bùng nổ giống như hiện tại cũng giống vậy, bùng nổ lên sau một khi huế giảm bùng nổ kéo lên rút chân không, rất là ok, bữa sau hưng phấn mua đuổi và nó chỉnh xuống thêm hai đáy nữa rồi nó mới tăng lên vùng mới. Tiếp tục bên đây rút chân đánh lên mạnh hai ba phiên gãy, rồi tiếp tục anh chị nhìn ở những giai đoạn phía trước đi, rút chân đi gãy phiên gãy, tức là chúng ta không chắc chắn được là cổ phiếu hoặc thị trường có thể thành công đi lên tiếp tục hay không, hay là nó chỉ lên nó test lại khoảng cái vùng gap down, ví dụ 1090 đi, ví dụ nó lấp hết cái gap down rồi đi, rồi nó có gãy nữa hay không, chúng ta không biết được trong ngắn hạn đâu phải không, chắc chắn là không biết được đâu, tại vì bây giờ anh chị thấy là hỗn loạn phải không, hỗn loạn đến bản thân mình còn thấy không thể tin được, không thể tin được. Thì cái trạng thái này nó đánh lên đây thì ví dụ nó lên được, nó hồi nó tích lũy lại vài phiên hoặc là một tuần sau nó bùng nổ lên thì nó sẽ có một con sóng phía sau dài, ông con sóng sẽ dài đó nha. Tại vì sao, tại vì nó đã có những cái đợt nó rủ được anh chị ra rất là mạnh, thậm chí rủ được mình ra phải không, rủ được mình phải bán cắt lỗ mất một mớ đó, thì nó sẽ đánh được đoạn sau rất là mạnh. Còn nếu nó không làm được thì nó chỉ hầu quan phản chiếu lên trên khoảng khúc về đây chạm EMA 20 rồi nó có thể nó sẽ gãy tiếp. Đừng thấy hôm nay nó rút chân là nó không có cửa nó gãy, anh chị lưu ý nha, rút chân là không phải là không có cửa nó gãy đâu, nó vẫn sẽ có thể gãy bình thường nha. Rồi thì đó là cái phần đầu tiên cũng nói với anh chị nhà đầu tư, đó là gì, đó là ngày mai nếu mà nó hồi mạnh lên á, nếu mà chúng ta hàng về chúng ta có thể cân nhắc là gì. Ở đây anh chị hôm nay nếu mà anh chị đã bán rồi giống như Quang đã cầm được một phần tiền, ok, vậy thì chúng ta có thể xem xét lại cái tỷ trọng danh mục, nếu nó tỷ trọng của mình á, nếu tiền mặt đang chiếm khoảng 50%, ok, vậy thì mình có thể giữ bình thường, tức là mình không cần nhất thiết phải bán ra mà mình có thể giữ cái phần hàng còn lại. Để làm chi? Để chúng ta nhìn vào đó chúng ta coi thị trường tăng tiếp hay không. Nếu nó tăng tiếp bình thường, ok, vậy mình có hàng, mình lên trên mình gia tăng thôi. Ví dụ nó bùng nổ lên, sau nó test lại, nó bùng nổ lên, nó test lại, nó bùng nổ, nó test lại, nó đánh lên cái đoạn sau thì mình có thể gia tăng hàng trong cái đoạn sau đi lên được bình thường, không? Còn nếu lỡ như nó không làm được, nó quay xuống thì ít nhất chúng ta đang cầm 50% tiền, chúng ta chỉ cần hạ cái phần kia ra thôi. Chúng ta đừng có cố gắng sửa sai ngay bây giờ, sửa sai ngay thường cũng không biết là sửa đúng hay sửa sai. Lỡ sửa không được là chết nữa thì nó lại chết hai lần cùng chỗ. Anh chị hiểu anh chưa? Nó thành ra đây anh chị lưu ý cái vấn đề này nha. Rồi tiếp tục. Với những anh chị cầm full hàng, không cầm full hàng thì sao? Thì đương nhiên hồi lên Quang vẫn khuyến nghị anh chị muốn an toàn anh chị nên bán bớt một phần. Ví dụ giữ 10.000 thì bán bớt 5.000 còn 5.000 thôi phải không, thì đương nhiên nó tăng tiếp thì anh chị cover nó lại được. Còn ví dụ như một số cổ phiếu trong danh mục của mình đi, danh mục nắm giữ nha, đầu tiên là HPN đi, con này hôm nay cũng có một số anh chị đã bán rồi, tuy nhiên anh chị bán anh chị vẫn bán lời chứ không phải chị bán lỗ, tại qua kia anh chị mua bên đây không giá 12 thì bây giờ anh chị bán hôm nay anh chị vẫn bán lời phải không, thì ví dụ anh chị bán 50% rồi thì anh chị quan sát con này có phải là nó đang bó hẹp cái Bollinger Band cạnh trên và cạnh dưới lại không, đúng không? Thì trong cái trạng thái này chúng ta coi đường EMA 20 nó nằm đâu, có phải là nằm ngang khoảng cái giá 12.6 không, 12.6 là ngang khúc về đây
Đấy, khúc hôm qua bị gãy xuống nè. Đó thì bây giờ anh chị chỉ cần đơn giản thôi, anh chị đang giữ 50% hàng phải không anh chị ha? Anh chị cũng không dám bây giờ bán ra, thật ra mua lại rất khó không? Anh chị đi mua mới cổ phiếu anh chị dám mua không? Qua còn không dám mua đó anh chị phải không? Thì bây giờ chúng ta không dám mua lại, mà bây giờ thấy anh chị có sẵn 50% hàng HVN thì sao? Nếu nó bùng nổ vượt qua 12.6 anh chị mua lại hàng không? Chị mua lại về lên đây nó test lại anh chị lại gia tăng, hoặc là anh chị không dám mua anh chị chờ nó vượt qua luôn. Đây nó vượt qua M20 thì khả năng nó sẽ có test lại quanh cái vùng kháng cự ở trên khoảng cái giá 13 chấm mấy trên đây. Nó test lại trên đây thành công thì nó đánh vòng sau thì anh chị có thể gia tăng, giống như đây nè. Anh chị thấy nè, nó đi lên phải không? Nó lên nó chạm M20 gần gần đây phải không? Gần gần. Xong nó không đánh được cái nó rơi xuống, nó test lại, nó rơi xuống, nó test lại xong nó bùng nổ, nó vượt qua M20. Bùng nổ xong cũng có một số cây rung lắc thì mình có thể gia tăng hàng bên đây, vẫn có thể ăn được một nhịp bình thường. À, đây là với HVN, mà thật ra hôm nay Quang không có tư vấn anh chị bán HVN trong room nha, nhưng mà có một số anh chị chủ động hạ do mình sợ thì ok mình sợ là đúng nha. Thật sự thị trường hôm nay mà không sợ mới là lạ luôn đó. Thì HVN hôm nay dòng tiền vào là 1,3 triệu là khá là tốt, thì ngày mai kỳ vọng nếu mà đánh vượt MA20 được với 4 triệu thì con này có thể là uptrend chạy mình luôn cũng được nha. Rồi tiếp tục BVC, con này thì hôm nay Quang không có tư vấn anh chị bán, nhưng mà có số anh chị là chủ động hạ chốt lãi ở cái giá 15 rồi, thật ra thì cũng không chênh lệch gì với giá đóng cửa phải không? Tại vì cái con này thật ra là bây giờ giờ có lời lại rồi nha, có lời lại rồi. Thì ngày mai nó sẽ có một cái nhịp, có thể là sẽ có một cái nhịp chạy lên lại tới 16 lại. Thì khi nó chạy lên lại trên đây anh chị có thể xem xét mình chốt lại ra. Hoặc là nếu mình không muốn chốt hết thì mình chốt 50% hàng, phải không? Có lời trước, cầm tiền lời trước. Nếu là đây nó test lại thành công và nó bùng nổ lên lại vượt qua ví dụ 16.7 là vượt qua cái đỉnh ngay nè, phải không? Vượt qua thành công. Và thị trường ok, thị trường bùng nổ đi tiếp đó nha, vượt qua 1.100 luôn nha, mọi thứ ok thì mình cover lại hàng ở trên đây và target lên thêm mấy không, còn không được thì mình đã chốt lãi 50%, còn 50% thì mình sẽ xem xét bán như thế nào đó. Sao có thể là hôm qua chỉ đầu pha sảy chân thôi, mình không chắc nó có phải sảy hay không, thì trước mắt là cứ như vậy nha. Còn những ai đã giữ thì ngày mai canh chốt lãi thôi. Rồi tiếp tục NT2, con này hôm nay qua không có kêu mình chị chốt phải không? Con này thật ra là nó lủng 28 vài lần trong phiên, tuy nhiên nó chỉ lủng nhẹ xuống sau đó nó rút chân lên, thì quan để là chiều coi như thế nào, mà chiều tự nhiên nó xanh luôn, xong kết phiên nó kéo lên như thế này phải không? Cái giá vốn mình mua quen khúc về nhiều 29.5 29.7 ở trên đây, thì bây giờ ngày mai nó lên tới đây rồi, thì chị lưu ý con này cũng giống như con HVN á, nó đánh lên xong nó chỉnh xuống, thì bây giờ nó chỉnh xong mình cũng có hàng sẵn đó, mình đâu có mất hàng đâu. Thì con này chị lưu ý là cái giá 30, nếu nó bùng nổ nó vượt qua 30 mà dòng tiền nó vào khoảng trên 1,5 triệu tới 2 triệu trở lên thì mình lại mua thêm, chứ mình không có bán ra thêm. Mình đã cầm thêm một mớ tiền rồi thì mình mua thêm con này, tại vì sau đó đã có nhịp rũ, nó rũ hôm nay rất là kinh, anh chị thấy rũ rất là kinh không, đánh bằng tâm lý rất là nặng, thì chỉ cần nó vượt qua đây là con này xác nhận và uptrend và chạy tiếp. Đó là những cái con thật ra dẫn thị trường vẫn có thể có điểm mua, nhưng bây giờ mình không dám vào thì đơn giản thôi, mình chờ. Mình chờ gì, mình chờ đến vượt rồi mình lại vào tiếp nha, gia tăng. Rồi tiếp tục chúng ta nói tới ngành xây dựng đầu tư công trong danh mục thì có VCG hôm nay rút chân. Thì những anh chị mà mua hôm qua là cây này thì hôm nay hàng chưa về, chúc mừng anh chị không mất hàng. Còn anh chị mua trên đây khúc dưới đây thì anh chị hôm nay phải cắt lỗ hết mớ, phải cắt lỗ hết mớ, nhưng cái phần gia tăng bên đây thì anh chị chưa mất hàng. Thì con này trước mắt ngày mai theo quán tính chắc chắn nó sẽ chạy lên lại cái khoảng giá 22. Thì khi nó chạy lên 22 anh chị có thể cân nhắc là gì? Nếu mình chỉ giữ khoảng 30% VCG thôi, chạy lên như thế này anh chị có thể xem xét là anh chị giữ cũng được. Đó, giữ cũng được, ví dụ nó chạy lên lại 22, nó test lại 21, sau nó bùng nổ lên mình full thì bị thế. Còn nếu không được nó gãy thì mình thoát ra, tại vì mình cũng có nên giữ một cái chân trong cổ phiếu, lỡ mà nó đánh thành công thì sao nha. Còn những anh chị mà giữ full tỷ trọng, full tức là mình mua luôn một lệnh full thì đi lên trên, thì Quang nghĩ trên 21.5 trở lên vào ngày mai tới 22 thì anh chị nên bán bớt 50% ra, để lỡ như nó không lên được, nó quay đầu thì ít nhất mình không có bị lỗ, mình không có bị lỗ quá nặng. Tại vì hôm nay lỗ anh chị không bán kịp thì ngày mai đánh lên thì đương nhiên là nên thoát ra bớt, để tránh cho lượng hàng nó ùa ra, mình không thoát kịp thì mình mất ha, mình sao mình tiếc cái cơ hội nó quay xe lại nó cứu mình nha. HV cũng vậy, thậm chí những anh chị mua hôm qua cây này bây giờ hôm nay anh chị lời luôn, không hôm nay chị lời thì ngày mai nó lại chạy lên lại trên giá 14, thì nó lên lại 14 anh chị đều có lời, không anh chị mua hai cây này anh chị chưa bán anh chị đều có lời, thì anh chị có thể cân nhắc anh chị bán bớt ra một phần hoặc là giữ lại một tí xíu thôi, chờ coi nó có test thành công nó bùng nổ nữa không. Nếu nó bùng nổ nữa thì mình gia tăng cao sao, mình gia tăng sao không, tại lúc đó nó đã xác nhận nó đủ xong được, nó chạy mạnh thì mình gia tăng nó thoải mái lắm nha. Còn bây giờ nếu những anh chị mà full á, full full á thì anh chị cẩn thận thôi, tại vì lên trên đây mà không được nó quay đầu nữa mình tiếc, mình không bán lại mình lại mất hết thôi nha, anh chị hiểu anh chưa. Rồi tiếp tục FCN cũng vậy, thật ra FCN cái con này anh chị không mua nhiều ở cái cây này, cái cây hôm kia anh chị mua nhiều hôm qua,
Hôm qua quanh 16 chấm mấy, 16.6, 16.7 phải không? Hôm qua Quang có kêu anh chị mua giá này khá là nhiều, tại anh chị nhắn tin là Quang biết mà. Quang nhớ mà, Quang có kêu anh chị mua thì hôm nay gần như là anh chị hòa vốn. Anh chị hòa vốn, chị chưa mất hàng. Thì con này trước mắt là anh chị đã lót 30 tới 50%. Ngày mai hàng về. Thì ngày mai nếu nó kéo lên trên 12 thì anh chị có thể canh, anh chị chốt lại trên đây bớt một phần ra, đúng không? Hạ thị trọng bớt. Nếu nó test lại đây thành công và nó vượt qua 12.5, 12.5 nha. Thì anh chị gia tăng lại. Anh chị gia tăng, thậm chí anh chị mua mới thêm với target lên 16, 18 bình thường. Đó là trạng thái thị trường tăng tốt. Mà là trạng thái không tăng tốt thì sao? Quay đầu xuống cắm đầu giảm thì cắt ra, không chưa ít nhất là chúng ta cũng không bị thiệt hại quá nhiều. Ở đây thật sự là không biết được là đúng hay sai, không biết được là đúng hay sai. Qua hy vọng là đúng, là tăng tiếp thì chúng ta cũng coi như là gì ta, trước khi chuẩn bị vào con sóng lớn sảy chân cái, nhưng mà sảy cũng không đến mức là mất hết, sảy cũng không đến là mất hết. Rồi tiếp tục là gì, KBC hôm nay cũng tương tự, Quang cũng phải cắt hết 3.000 con KBC, kết quả đóng cửa kéo này cũng đau ghê, thấy không? Còn có 1.000, 1.000, 1.500 KBC thôi. Thì KBC ngày mai nó hồi lên là hàng về là có lời. Thì nó hồi lên đây, nếu nó test thành công, nó bùng nổ qua cái giá nhiều, cái giá 25 thì mình cover lại hàng cái phần mình cắt lỗ hôm nay. Lưu ý nha, cover lại hàng cái phần mình cắt lỗ hôm nay. Còn nếu nó hồi lên đây nó giữ mà nó giữ không được, nó rơi thì mình cắt lỗ sao? Mình còn có 1.000 thôi, thì anh chị đa phần cũng vậy nha, anh chị đa phần cái cũng vậy thôi. Còn những anh chị mà mua hôm qua hôm nay anh chị chỉ còn lỗ có 1% nha. Rồi thì đó là KBC, KHB cũng tương tự, thậm chí KHB còn đẹp hơn, phải không? KHB còn đẹp hơn cả HHV luôn. Thì ngày mai anh chị mua đây anh chị lời hết rồi, không hôm qua trong room mình cũng khoảng cả chục anh chị là đi mua KHB, tại vì Quang tư vấn cho anh chị nhiều con là Quang định hướng cho anh chị mua rải ra, chứ Quang không có anh chị tập trung con nào cả. Anh chị chỉ tập trung nhiều là con HVN nè, con BBC nè, con NT2, tại vì ba con này là ba con mua đầu tiên. Còn những cái con phía sau thì anh chị đã chia ra rồi. Thì với con KSB thì anh chị lời phải không? Hôm qua anh chị mua, nay anh chị lời rồi. Thì ngày mai nó chạy lên trên 26, nếu anh chị mua nhiều quá, anh chị có thể chốt lại bớt một phần ở trên 26 và giữ là một ít thôi, giống như KBC Quang giữ một ít thôi. Nếu mà nó test lại thành công, nó bùng nổ, nó vượt qua 26 hoặc là nó bùng nổ đánh tiếp thị trường đành bình thường, mình sẽ gia tăng ở trên cao ở bên những cái vùng bên đây sao, để cho target 30 32 bên trên, anh chị hiểu anh chưa? Còn bây giờ thì trước mắt là ngày mai có lời thì có muốn chốt thì chốt bớt một phần nha. Rồi tiếp tục Nam Kim, Nam Kim cũng vậy thôi, mình cũng bị rớt mất 3.000 Nam Kim, mua hôm kia ở đây nay bán ra lỗ mớ còn lại 1.500 Nam Kim. Và bây giờ 1.500 Nam Kim nó lại lời mới đúng, mới đau, nó hẳn là nó mới đau. Thì Nam Kim bây giờ anh chị còn hàng, anh chị còn hàng, chị lưu ý cái giá nhiều, cái giá 16 nha. Nếu con Nam Kim nó bùng nổ, nó vượt qua 16 được với dòng tiền vào lớn thì chắc là phải cover lại hàng. Lưu ý nha, cover lại hàng, tại vì khi nó vượt qua 16, xác suất nó chạy lên tới 18, 19 khá là cao và nó lại vào con sóng uptrend mới. Thì coi như là hôm nay là sẽ chân cái đi nha, hôm nay là sẽ chân cái thì lỗ hết mấy triệu thì phải cover lại thôi. Không sai thì cũng phải biết ở đâu mà, chứ không phải là chơi cây hết mức nha. Thì Nam Kim ngày mai anh chị quan sát ngay quanh giá 16. Còn nếu mà nó lên tới 16 mà nó chạy không nổi thì nhớ anh chị đang giữ hàng nhiều, anh chị bán bớt một phần, chị bán bớt một phần. Rồi tiếp tục tới chứng khoán VND, con này thì nhìn chung á là mua bên đây xuống đây lỗ, lỗ cũng bán bớt một phần rồi. Giống như KBC thì con này ngày mai nó phải chạy lên 15 thì anh chị có thể hạ bớt. Nếu nó test lại thành công, nó bùng nổ, nó vượt qua cái giá nhiều 15.5 thì anh chị cover lại hàng sao. Còn nếu nó không đạt, nó rơi thì chịu thôi, biết sao giờ. Anh chị lưu ý nha, thì đây là cái tư vấn của Quang. Nhìn chung là hôm nay nó hẳn là cũng có rớt hàng chứ không phải là không có, mình cũng có nói anh chị từ đầu video rồi. Không thì đây là Quang đang phân tích các cổ phiếu trong danh mục cho anh chị luôn đó. VCI tương tự thôi. Không, và VCI được được cái là gì, anh chị lời hết rồi. Không, VCI thì anh chị trong râm mình lời hết rồi. Tại vì sao anh chị biết không? Tại vì VCI hôm qua cho anh chị mua, hôm qua Quang mua cho anh chị mua là khoảng giá 27.5 là quanh khúc ở giữa giữa cái đây nè. Không, thì hôm nay nó kéo như thế này là anh chị lời hết rồi. Tức là anh chị hàng anh chị chưa về, anh chị đã có lời. Chúc mừng anh chị thôi. Tại vì anh chị mua sau con VND một ngày nha. Thì cái con VCI này thì ngày mai nó hồi lên khoảng cái giá 28.5 là có lời khoảng 300 tới 400. Nhớ anh chị trong râm mình á, thì anh chị có thể cơ cấu bán bớt. Còn nếu không thì anh chị cứ giữ nó, coi nó có test lại và nó được qua 29 không. Nếu nó qua được 29 thì mua thêm hàng, mua thêm hàng với target lên trên. Tức là đây là kịch bản tích cực. Còn kịch bản tiêu cực nó rơi xuống thì thôi, bán bán. Ai biết được nó có rơi không, lỡ mai nó chạy tiếp thì sao nha. Thì đây là phân tích theo hai chiều cho anh chị nhà đầu tư trong room mình nha. Thì đây là những cái con mà Quang ưu tiên Quang phân tích trước trong danh mục, vì sao? Vì đây là những cổ phiếu mà Quang đã tư vấn cho anh chị nhà đầu tư. Đúng là hôm nay có chập giật thiệt, không chập giật nó thiệt là Quang cũng chết, cũng khá là đau, không? Và anh chị lưu ý nha, nay nó kéo như thế này cũng không có nghĩa ngày mai nó có thể lên được. Đây anh chị thấy nè, đây là cái cây kéo mạnh rút chân nè, đóng cửa xanh đây nè, anh chị thấy con visa bữa sau nó vẫn giảm đỏ được, nên chúng ta cần phải thận trọng với nó. Lưu ý nha, cần phải thận trọng với nó. Rồi cũng không có vượt quá ảo tưởng, chúng ta nhìn qua nhóm ngân hàng đi. Vietcombank
rút chân vượt qua hôm cả ngày nó rụ công thì nó vượt. Thì những anh chị mà thật ra Quang thấy như có một số anh chị trong room mình có giữ Vietcombank á, thì chị lưu ý là gì, cái con này nó có cái điểm gia tăng là cái giá 95 nha, nó đánh vượt 95 xác suất nó chạy tiếp đó nha. Còn ở đây hôm nay nó đã có nhịp rũ mà rũ thất bại, rũ mà không gãy như thế này thì xác suất nó chạy tiếp đó. STB con này cũng đánh khá là ok phải không, T0, T1, T2 hôm nay bán cắt lỗ bán xong giật lên. Thì có TB này nếu mà anh chị muốn mua con này anh chị nên chờ nó kéo lại 26, nó test lại sao nó bùng nổ lên giống như mấy con kia thôi thì nó sẽ ra mô hình khá là đẹp với target lên cao. Còn nếu mà nó lên đây nó hồi không được thì coi chừng nó đi tiếp. Rồi tiếp tục là gì, Tiên Phong Banh hôm nay con này giữ giá khá tốt. Con này thì nhìn chung là đã có liên tục là ở đây nó có gì, nó có mô hình ba đỉnh, nhưng ngược lại nếu anh chị quay ngược xuống nó có mô hình gì, vai đầu vai ngược. Thì con này chúng ta nên lưu ý nó trên giá 25 thôi, nó đánh ở đây nó bùng nổ vượt qua 25 thì mình mua nó trên đây sao, còn dưới đây thì mình cứ quan sát nó đã nha. Con này nhìn chưa nghe nói gì cũng có game đó nha, thì mình cứ chờ coi nó có làm được không, qua 25 mới mua nha. Rồi tiếp tục là gì, CTG con này hôm nay đánh lủng xuống chạm hỗ trợ, thì hơn hơn chạm hỗ trợ nó sẽ có nhịp hồi, thì con này nó có thể nó sẽ hồi được khoảng giá 29 tới 29.5 tới là giá 30 quanh đây, thì nó hồi lên đây nếu nó tích lũy đẹp nó bứt lên thì không nói gì, nhưng nếu lên đây mà không đạt thì coi chừng nó gãy xuống lại. Anh chị lưu ý với con CTG nha, con này thì hơi nguy hiểm cho nó rơi trước người ta, nó rơi trước. Con này muốn mua an toàn chị phải mua ở trên đâu, trên khúc cái giá 30.5 trở lên đó, nó mới an toàn. Đây là cái này bùng nổ thất bại là bao nhiêu nhà đầu tư kẹt trong đây, riêng cái con này là áp lực bán sẽ lớn nha. Rồi tiếp tục là gì, Liên Việt con này cũng vậy thôi. Con này thật ra bây giờ anh chị thấy nó đang có mô hình cái câu à, vậy chị biết anh chị mua nó đâu, cái giá khoảng cái giá 315.2 phải không, 15.2 15.3 bước qua đây có phải đi mua không. Còn bây giờ nó không làm được thì nó vẫn ở trong trạng thái này thì mai nó hồi lên, ví dụ nó test nghe nó bùng lên được thì tính, còn không thì nó sẽ rơi, tức là sẽ tốn khoảng 3 phiên để coi là thị trường chúng ta có thành công hay không, có thành công trong việc là rút chân tác ao ra hay không, hay là thị trường chúng ta chỉ đơn giản là lừa đảo tiếp nha, chúng ta không chắc được cái gì cả. BD BD cũng tương tự thôi, BD đánh lên rút chân thì trước mắt nó sẽ lên nó test lại đỉnh, test xong bùng nổ tiếp thì thị trường ok, còn nếu mà test xong không được gãy thì thị trường chúng ta toàn nha. Anh chị lưu ý chứng khoán thì nãy qua có phân tích là hai con rồi phải không, vậy qua phân tích SSI thôi giống vậy thôi không khác gì cả. Rồi tiếp tục đấy, thật ra là hôm qua qua phân tích, hôm qua thật ra phân tích hôm qua view đúng đó, nhưng mà thật sự là không cầm nổi anh chị, thật sự là không cầm nổi tới cú hết phiên, cầm nổi tới 14 giờ cỡ 14 giờ 15 thôi bắt đầu đạp sàn hết trơn rồi, lúc đó cầm nổi nữa không bán thôi chứ biết sao giờ, phải không? Tại vì chúng ta đã view là gì, cầm tới hết phiên coi sao, mà cuối cùng cầm tới hết phiên nó lại đập banh xác không bán cho là nó khóa sàn, phải không? Chị hiểu lúc đó không? Cũng phải bán ra cũng phải mất mớ hàng, phải không? Hy vọng là anh chị nhà đầu tư chúng ta sao tỉnh táo lại nha, thật ra qua cũng gắng tỉnh táo lại trong giai đoạn này. HCM cũng vậy, thì ngày mai trước mắt con HCM nó sẽ lên nó test lại cái đỉnh cái đà, nó sẽ test lại cái đỉnh ngay khoảng cái giá 26, sau đó test lại nếu thành công nó bùng nổ tiếp thì ngành chứng vào trận đánh tiếp, còn nếu mà nó lên nó test lại không đạt là coi chừng ở chỗ này nó sẽ giống cái chỗ nào chị biết không. Đây tôi sẽ ví dụ luôn cho anh chị nhà đầu tư coi nha, giống cái chỗ này nè, không phải chỗ bây giờ cũng Techcombank nha, chỗ nào đây bùng nổ mạnh không trần quay xuống nằm sàn sau đó hồi lên mạnh không, sau đó tích lũy đánh bùng nổ test hai đỉnh không được gãy 20%. Lưu ý nha, Techcombank đã từng bị như thế này nên thành ra bây giờ nó hồi lên, thật ra nó hồi thì chưa chắc là nó ngon đâu, có thể là mình không dám mua nhưng mà mình cũng phải quan sát, lỡ mà nó hồi lên nó không vượt đỉnh được là chết nha, là chết, tức là nó hồi lên nó chạm ngay đây, tức là nó chạm lại một đống nhà đầu tư kẹt ngay đây thì nó sẽ tạo hai đỉnh, nếu tạo thành công nó đánh lên vượt thì coi như là gì, đây là bước sảy cân của thị trường, có thể là do cái tin đồn nào đó làm cho thị trường chúng ta toang, nó hẳn là như vậy đúng không. Thì bây giờ tin đồn qua rồi thì đánh tiếp bình thường không có gì cả, coi như là đã giải quyết xong, giật lên kéo tiếp tăng bình thường. Nếu không làm được như vậy thì giống như đây nè, ví dụ chị thấy đập mạnh nè, kéo lên nè, đi ngang vài phiên không vượt được là nổ gậy. Anh chị cần phải lưu ý nha, thị trường nó cũng đang rất là 50-50 và rất là hỗn loạn cuối phiên. Rồi tiếp tục mình nhìn tới gì, SHX tương tự thôi, con này thật ra nhìn mô hình khá là đẹp nha, mô hình này thật ra cũng hơi sợ là có thể nó lủng đáy, nhưng mà nếu mà mô hình này thành công nha, đánh lên lại test giá chính, test lại thành công bùng nổ vượt qua cái giá như khoảng 9.2 đi nha, thì con này xác suất có hơi trước mắt là chạy lên 10.5 đó. Lưu ý nha, con SHX nhìn mô hình khá là đẹp, hy vọng là thị trường đợt này nó đánh cho nhà đầu tư chúng ta ói đang mở rồi, không ói đang mở và lỗ hết mở rồi, chúng ta đều lỗ không, lỗ hết mở rồi thì hy vọng đầu sau nó sẽ trả lại chúng ta gấp 10 lần rồi, tức là gì, là phải trả lại gấp 10 lần cái tiền lỗ là 10 lần tiền lời, không là nhiều, ví dụ qua lỗ 8 triệu trả lại qua 80 triệu, quan rất là mãn nguyện nha. Thì
biết đâu nó làm được thì sao, tại vì chúng ta cũng thấy rõ là hôm nay đã tap out rất là nhiều, bản thân mình còn chịu không nổi mà, đó, bản thân mình còn chịu không nổi, người ta cắt lỗ rất là nhiều, thậm chí những người khác còn cắt kinh hơn nữa. Hôm qua chị kêu chị bán có một hai con thôi, tức là qua chị kêu chị bán cái phần mà mình mua thất bại ở đây nè, không bán ra hôm nay nè, thật ra không lỗ nhiều, chứ qua đâu có kêu chị bán bất chấp mấy con khác đâu, qua đâu kêu chị là MB hết danh mục đâu, nên nhìn chung là vẫn còn cơ hội cho chúng ta nha. Rồi viết cái con này bị ông Tấn Mượt rút ra phải không? Nhìn chung là mấy con này thì qua đánh giá là bây giờ hơi khó nói, cũng giống như vậy thôi, lên test lại đánh được tiếp thì tính, còn không thì lên đây hồi nguy hiểm nha, con này hồi nguy hiểm mà không lên được coi chừng nó gãy tiếp nha. Rồi tiếp tục chúng ta nói tới thép, hồi nãy mình nói con A5 Kim rồi phải không, thì mình nói con Hòa Phát đi, hôm nay lũng MA20 anh chị thấy rõ ràng không, Hòa Phát đánh lũng MA20 sợ không? Sợ chứ, trời ơi, đánh như vậy xả banh sát như vậy, xả lũng như này buổi chiều, xả lũng xuống, xả lũng luôn cây nến này, hiểu không? Bây giờ Hòa Phát đã có nhịp rũ, hình chị đang còn hàng, chị lưu ý giống như Nam Kim bùng nổ vượt qua được cái giá, nhiều cái giá 22.3 là cái điểm mình gia tăng thêm hàng, mua lại hàng, còn nếu mà không làm được thì tốt nhất là nó hồi lên, mà thấy kẹt kẹt không được thì hạ bớt nữa nha. Rồi tiếp tục là gì, Hoa Sen, con này cũng vậy thôi, trên đây thật ra cái vùng đỉnh này của Hoa Sen cũng khá là hên xui, là khá là hên xui, nếu mà đánh vượt đỉnh được thì không nói gì, 16.5, còn nếu mà nó lên cái đỉnh này mà nó không làm được thì anh chị cũng nên chốt lại bớt mớ, cho em chờ nó test lại, nếu nó test thành công nó bùng lên được thì cover lại ha. Lưu ý nha, Hoa Sen thật ra cũng không không chắc được là nó có đánh được hay không, còn nếu nó đánh được thì cứ làm như vậy thôi, cứ đánh như trong trên tinh thần là giai đoạn này cũng hơi nguy hiểm nên nó hẳn thì như vậy. Đây là H giống vậy thôi, còn đây là H thì cái điểm mua nó vẫn như cũ là cái giá 7.4 7.5, bước qua được thì anh chị có hàng chị cứ thì câu mua thêm được, với target lên khoảng 8 tới 9. Dầu khí thì có BR này rút chân, nhìn chung cái con này đâu bị ảnh hưởng nhiều đâu phải không, chỉ có con BBC đâu mới bị ảnh hưởng nhiều thôi, thì con này anh chị có thể canh ngày mai nó lên lại trên 17, nếu mà thấy không ổn thì bán bớt nha, không ổn thì bán bớt, hạ bớt tỷ trọng, nếu nó tích lũy đạt và nó bứt qua lại cái giá ở đây là giá cao nhất đây nè là 17.7, chạy lên 18 thì mình có thể canh mình mua lại hàng sau, tức là gì, tức là nó thể hiện đây là một cái hệ cái gì, một cái sẻ chân của thị trường thôi, còn nếu nó không làm được thì chúng ta trên tinh thần là hạ bớt từ từ, kẻo thị trường nó rơi về ngàn thì chết nha, tức là nó có thể hoàn toàn nó rủ thêm một cái nữa về ngàn, mấy con này coi chừng nó đánh gãy luôn nha. Rồi tiếp tục mình nói tới gì, ôi tương tự thôi không khác gì cả phải không, thì nhìn chung là ngày mai sẽ có nhịp hồi lên lại test lại đỉnh là khoảng 9.8 tới 10, đúng không? 9.8 tới 10 thì có thể xem xét hạ bớt ra một ít, chờ nó test lại, nếu mà test thành công nó vượt lên 10 thì mình mua mua lại thôi, mua cao lại một tí, nhưng mà ít nhất là bây giờ mình phải chủ động cái đã, đúng không? Hai hôm nay bị mất cái quyền gọi là quyền chủ động luôn, quyền tự quyết gần như mất hết nha. VVS con này cũng vậy thôi, nhìn chung là xác suất ngày mai con này nó chạy ngược lên cái giá trên 27 tới 28 khá là cao, thì lên đây anh chị có thể cân nhắc là gì, bán bớt một phần chốt lại, nó hẳn lên đây là chốt lại thôi, chốt lại bớt một phần, nếu nó test thành công nó bùng nổ vượt qua 28 thì mình cover lại sao, còn nếu nó không làm được thì ít nhất là đã có lại. BBC nếu mà nói rồi phải không, BVD tương tự hơn, BVD bây giờ nó đã có nhịp rũ như thế này thì coi ngày mai nếu mà nó chạy lên lại cái giá nhiều 22.5 tới 23 thì có thể chốt lại ra một phần, chốt lại xong nếu nó tích lũy là thành công bứt qua 23 thì lúc đó hãy canh mua thêm, và lúc đó hiển nhiên đó mà mấy con này mà nó vượt đỉnh đó anh chị thì anh chị biết là thị trường chúng ta sẽ đi đâu, thị trường chúng ta sẽ vượt qua cái ngưỡng ngàn mốt và chạy tiếp, tại vì sao, tại vì thị trường và cổ phiếu đều giống nhau là bị gãy ở cái nhịp này, thì đương nhiên nếu cổ phiếu vượt được đỉnh thì thị trường sẽ vượt được, hoặc là đơn giản thôi chuyện gì anh chị biết không, vài con tiêu biểu nhất thị trường bắt đầu vượt đỉnh trước sẽ có cổ phiếu mạnh hơn thị trường chắc chắn, ví dụ như Nam Kim, anh chị thấy con này chắc chắn là một con chắc có thể là mạnh hơn thị trường, vì sao, vì nó đã test lại thành công, nó nằm gần đỉnh nhất phải không, thì bây giờ ví dụ con này nó bùng nổ nó dựng trần vượt qua đỉnh đi thì anh chị có thể xác định được thị trường chúng ta lừa đảo, lừa anh chị bán mất hàng, không lừa anh chị sao, anh chị nghe đây mất hàng rồi thì anh chị lúc đó anh chị có thể từ trên bắt đầu mua lại những con kia được, bắt đầu mua lại những con kia được, mà lỡ như không con nào làm được thì đó mới là nguy hiểm nha, anh chị hiểu anh chưa, đoạn này thì phải canh như vậy thôi chứ cũng không có cách nào khác đâu. Điện thì chúng ta có gì, compo thì giống như con gì tiên phong banh á, anh chị phải canh trên cái giá 12.7 thôi, lên đây test lại bùng lên thì tính, hầu không thì lên đây chỉ là bán thôi nha, cái đây thật sự là cũng không chắc được. Po thì giống tiên phong banh NT2 nãy qua nó rồi phải không, GG rút chân cũng khá đẹp nè, GG tạo mô hình vai, đầu, vai, phải không? Thì anh chị đâu đã có hàng con GG, anh chị lưu ý cái giá 15.4, bùng qua đây được là điểm mua hiểm nha, hoặc là mua mới cũng được. Còn ở trên đây thì ngày mai chắc chắn là nó sẽ hồi lên được khoảng cái giá 15.3, 15.4 như này nè. Có thể là nó sẽ test thêm cái nữa rồi, bức thì con này có thể đưa vào watchlist để theo dõi cho cái vòng sau. Nếu mà đánh được thì có thể con này sẽ có target cao đó nha, lên 20 lại đó, BC1. Con này thôi quá cao rồi, có hồi lên được thì giữ hoặc là canh bán thôi chứ không có tư vấn thêm. Rồi tiếp tục là gì, tiếp tục là bất động sản đất xanh,
hai đáy phải không? Hôm qua Quang có kể anh chị test rồi nè. Nhìn chung test như thế này thì sẽ có nhịp đánh lên đây sẽ có xìu. Nó sẽ đánh giống cái con GG nãy Quang cho anh chị coi ở đây nè. GG này. Rơi xuống mạnh nè, hồi lên nè, rơi xuống đánh lên, test là thì con đất xanh nó cũng giống vậy nè. Nó sẽ đánh lên nó test lại, nếu thành công nó bùng tiếp. Nhìn chung là mấy con này thì nhìn chung là giao dịch khá là lỏng lẻo, anh cũng không muốn đầu tư mấy con này lắm, đánh mấy con kia giao dịch kích giờ còn chịu không nổi, cái con này sao chịu nổi. Thành ra mấy con này ai có hàng thì như qua nói tận dụng biên độ trong phiên để lướt T0 với anh chị kẹt hàng ở cao, còn mua mới thì đoạn này qua không tư vấn mua bất động sản nha. Theo rút chân rất là kinh phải không, thì rút chân giống như thị trường phải đánh lên lại được giá 23 24 test lại bung nổ qua 24 thì quả may ở đây sell sẽ có trend mới, và sell có trend mới thì sao anh chị có thể tin được là ngành bất động sản sẽ tăng ok, còn không thì chịu nha, còn không thì chịu thôi, có thể là tái phân phối mình cũng không chắc được. Rồi tiếp tục là gì, DG tương tự hơn, hôm qua có kể anh chị nè, thì bây giờ ngày mai nó phải hồi lên trên vùng này, nó test lại qua là hai ba phiên tiếp cho nó bùng lên tiếp nữa thì nó sẽ ra được cái mô hình mua mới, còn bây giờ thật sự là chưa có nói được đâu, chưa có ở đây không mua được nha. Rồi tiếp tục mình sẽ nói tới khu công nghiệp có KBC nếu mà phân tích rồi phải không. IDC hôm nay cũng rút chân khá là tốt. IDC anh chị bắt đầu quan sát nó được rồi, ví dụ nó chạy lên tới đỉnh lại, nó test lại một cái, nó bùng lên thì anh chị có thể mua con này hoặc là mua KBC cũng được. Tại vì con này vượt đỉnh là con KBC vượt đỉnh theo thôi, một trong hai con khu công nghiệp nha. Nhưng mà con IDC thì nó liên quan, hình như liên quan tới tính mượt phải không? Anh chị có thể cân nhắc nha. Rồi, đầu tư công thì nãy quá nói rồi. Mấy con tiêu biểu nhất mình cho mua là những cái con đầu tư công rồi, có G36 thêm thôi. Con này rút chân gần như là trong phiên nó giảm 7%. Cuối phiên nó giảm 1%, thật sự là cũng hơi kinh. Thì con này anh chị mà đã có hàng chị canh giá 8 rồi, bước qua được 8 thì tính, còn không bước qua được 8 thì chỗ này hồi lên. Giống như những con kia đi ngang thì bán bớt, bùng qua giá 8 thì mua lại, mình lưu ý nha. Rồi tiếp tục mình nói tới phân bón hóa chất DBM. Không rút chân, đúng không? Đâu phải con nào có rút chân đâu, đây nè, gãy. Gãy tiếp, đúng không? Thì con này xác suất theo qua đánh giá sẽ có một cái nhịp nó hồi lên, nó test lại cái nền vậy đây. Thì khi nó hồi lại qua đánh giá là những anh chị nên hót đi. Nên con này thì qua đánh giá là nên hót đi, không có hy vọng quá nhiều. Nó hồi lên lỗ nhẹ thì nên canh hót ra. Ví dụ như nó có chạy hẳn lên được trên đây, nó test lại thì cái nhịp sau nó sẽ đánh sóng mạnh nha. Vì anh chị biết sao, đây là nhịp gãy nền rũ. Thì nhịp sau nó đánh sóng mạnh, nhưng mà bây giờ mình đâu có chắc được nó có gãy nền rũ hay không. Nó hình ra là kệ nó thôi. Rồi DCM. Con này cũng rơi lủng xuống rồi. Thì con này nhìn chung á là tuy là nó rút chân lên được ham chiếu không? Ham chiếu, thậm chí là giá xanh là cái chân nó nằm ở đây nè. Đây. Đã rút chân lên tới đây nè. Nhưng mà đánh kiểu này anh chị dám mua không? Cái con này nhìn cái con DBM, con này thật sự là không dám mua không? Con này nếu mà muốn an toàn chị phải chờ nó có sóng hẳn hoi, là nó phải chạy hẳn lên được cái giá 28 á. Test lại bên đây nè, bùng lên bên đây thì nó sẽ nói được cái điều gì. Ví dụ vậy đi, là toàn bộ giai đoạn này nó giai đoạn nó gom hàng trong downtrend. Đây nè, downtrend rõ ràng phải không? Thì chúng đó chúng ta tính sao, chứ bây giờ thật sự vậy không dám mua nha. Rồi tiếp tục ba con A. Con này có đội lái khá là mạnh, đội lái ba con A khá là mạnh đó. Thì con này ai cầu giữ hàng thì Quang nghĩ là cứ giữ bình thường, hoặc là canh nó đánh lên 9-10 gì đó thì bán ra thôi. Thủy sản dệt may TNG hôm nay quay lại, hôm qua giảm bao nhiêu, hôm qua giảm 5 phít mấy, 5 phít 9, hôm nay tăng 7 phít mấy, phải không kinh. Thì con này nhìn chung á là có thể là do nó bị sẹo chân thôi, xác suất vẫn có thể đánh lên được trên 20. Thì những anh chị còn hàng thì canh chốt lãi thôi, chứ ở trên đây không có tư vấn mua nữa, đánh cao rồi. Nhịp chạy kế tiếp là chỉ là để bán thôi. VGT đánh xuống đây thì chắc là ngày mai sẽ có hồi lên test lại đỉnh thôi. Con này thì Quang nghĩ là hơi nặng tàu, đừng có lên tàu. Lên đây test lại thì tính sao nha. Con này thì chỉ thích hợp hồi lên để bán hoặc là thôi, không nên đầu tư. Rồi tiếp tục ANV. Rồi, coi chừng nó chỉnh chỉnh như thế này nó không rơi nha. Coi chừng con này nó không rơi mà nó chỉnh chỉnh như thế này, kéo nó lại chạy tiếp, kéo nó chạy tiếp thì con này qua đánh giá là về không mua được. Anh chị có hàng anh chị gồng được bao nhiêu thì gồng thôi. Còn qua đánh giá thì trên đây là quá cao và hơi nguy hiểm, thị trường mà nó đi con này dễ sàng lắm. Cạn biệt có HAH. Con này hiện chị cứ lưu ý là cái giá, nhiều cái giá 39 và giá 40 nha. Nó hồi lên đây, nó test lại, nó bùng lên đây, nó test lại thì những cái điểm này là những cái điểm mua nha. Chà mình test. Hai đỉnh rồi nè anh chị không? Hai đỉnh rồi. Thì những cái con này thì đánh giá, quan đánh giá là gì? Nhìn chung là tổ chức chi phối nhiều, chúng ta không nên gỡ vào nha, khó khó phân tích lắm. Con này cũng có thể nó sẽ chạy rất là mạnh. Cũng có thể là gì? Cũng có thể là đi xuống đây. Nhìn chung là nó ăn thua là tổ chức thôi. Rồi tiếp tục chúng ta nói tới thực phẩm đồ uống thì có Dabaco. Đây cũng rất chân tốt không? Thì Dabaco cứ lưu ý lại cái giá, nhiêu cái giá 15.1, 15.2 đi. Lên đây test lại bùng thì canh mua giống con GG nữa nha. Rồi tiếp tục là HAG. Không tạo hai đáy này nè. Không tạo hai đáy này nè. Thì bây giờ anh chị cái gì? Chờ nó đánh lên lại đây, nó test lại xong nó bùng nổ thì cái điểm mua nó là 8.5.
Còn bây giờ thì nhìn chung là chưa nói trước được thị trường chúng ta tốt hay xấu nha. Rồi thì đó là phân tích qua thị trường, phân tích qua danh mục. Nhìn chung là hôm nay ai cũng thấy tâm thần bất ổn nha. Tâm thần bất ổn, dù thị trường kéo vẫn thấy tâm thần bất ổn thôi. Rồi thì hy vọng là anh chị nhà đầu tư chúng ta vững tin trên con đường đầu tư này. Thị trường lúc nào nó cũng sẽ có những cái pha như thế này, đây không phải là lần đầu, nó hẳn ở đây không phải là lần đầu, nhưng mà không né được, nó hẳn là quan cũng không né được đâu, không thể xử lý trong 1 phút cuối cùng, không? Lúc nó đạp mạnh quá thì anh chị theo đúng nguyên tắc phải cắt lỗ, không? Còn nếu anh chị thấy là tại sao hôm nay chúng ta phút cuối lại cắt thì đơn giản thôi, những lần trước không phải là bây giờ, không phải khúc ngay đây, khúc ngay đây quan kêu anh chị bán ngay đây, khúc ngay đây quan kêu anh chị bán ngay khúc ngay đây nè, mà bán sớm ngay đây luôn nè, không? Thì tại sao? Thì anh chị cứ đơn giản thôi, bên đây nè đã từng như vậy rất nhiều lần, tức là gì? Tức là rơi ngồi nhây vi phạm không bán xong kết quả đây 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 đây, nên thành ra là bên đây chúng ta cứ đúng nguyên tắc thôi, biết đâu lần trước không được lần sau cũng dính thôi, nên chị hiểu anh chưa? Nên chúng ta cũng đừng có gì tiếc, cũng không có nên trù thị trường này sập, quan đánh giá quan kỳ vọng là thị trường đi lên tốt trong tuần này, nó tích lũy lại trên quanh vùng này sau nó đi lên, nó đi tiếp hoặc nó đi lên luôn vậy luôn cũng được, quan kỳ vọng là như vậy, còn hơn là nó quay xuống tới ngàn thì chết nha. Thật sự là có nguy cơ nó dạng ngàn không, có vẫn nguy cơ nó vẫn như cũ thôi, do sao do bên đây chị nó đánh nó vẫn rơi được bình thường, nhưng đâu phải nó đánh lên là nó sẽ chạy lên tiếp đâu. Thì cái này thì để quan sát thêm mấy phiên nữa và coi những cái con mạnh nhất thị trường là gì, thép nè, đầu tư công nè, không? Nó có đánh tiếp hay không, hay là những cái con nó chỉ lên nó test lại đỉnh và nó đi bụi, chúng ta không chắc được. Và đương nhiên một phần hàng thì có thể là để đó đi, không để nó đi để coi nó có lên được nữa không, mình mua gia tăng thêm, còn nếu mà nó sạch nó sập ấy, thì thôi chấp nhận lỗ một chút nha. Rồi anh chị, rồi chúc anh chị buổi tối vui vẻ, anh chị có việc cần hỗ trợ tư vấn thắc mắc có thể nhắn tin với quan, số điện thoại là trên màn hình nha. Giai đoạn này thì hợp lý cũng hơi bị ảnh hưởng nha. Rồi hy vọng là anh chị có thể thông cảm, xin chào anh chị nhà đầu tư.